Cầu Mỹ Thuận 2 là một cây cầu bắc qua sông Tiền thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, Việt Nam. Công trình có điểm đầu tại nút giao An Thái Trung kết nối với đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 80 kết nối với đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Và cách cầu Mỹ Thuận một khoảng 350m về phía thượng lưu. Cầu Mỹ Thuận 2 là một dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2017 đến năm 2020 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Cầu Mỹ Thuận 2 có điểm đầu khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối khớp nối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, nút giao quốc lộ 80, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và kết nối hai tuyến cao tốc này hình thành trục cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Cầu Mỹ Thuận 2 là công trình trọng điểm khu vực Tây Nam Bộ, giúp giải tỏa kết nối giao thông vùng và rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến vùng lõi kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Tổng mức đầu tư dự án là 5.003 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị hơn 3.339 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án được chia thành các gói thầu do các công ty xây dựng của Việt Nam thực hiện, bao gồm gói thầu xây lắp 01 km 107 363,08 đến km 113 500 đường dẫn phía Tiền Giang do liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCNENC, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhạc Sơn, tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công. Giá trị hợp đồng 809 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp 02 đường dẫn phía Tiền Giang đoạn km 104 190 do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch thi công. Gói thầu xây lắp 03 km 106 013 đến km 106 663 thi công cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây văng từ trụ T14 đến trụ T17, bao gồm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công. Do liên danh công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCNENC và tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, CNCO 1 đảm nhận thi công. Gói thầu xây lắp 03B bao gồm thi công thân trụ từ T14 đến T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng, kè ra cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng. Do liên danh công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính và công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCNENC đảm nhận. Gói thầu xây lắp 04 đường dẫn phía Vĩnh Long do liên doanh công ty cổ phần xây lắp Định An, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhạc Sơn và công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam thực hiện. Cầu Mỹ Thuận 2 được xây dựng với 100% sức lực của người Việt. Toàn bộ các yếu tố từ thiết kế, kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp do các cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam tự đầu tư, quản lý, giám sát và thi công. Đây là lần đầu Việt Nam thực sự làm chủ công nghệ và có được những nguồn lực tốt nhất, những nhà thầu xây dựng có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình lớn khắp cả nước. Cầu Mỹ Thuận 2 là thành quả đáng tự hào cho tinh thần nội lực và tâm huyết của con người Việt trên quê hương mình. Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn có tổng chiều dài 6.610m, trong đó phần cầu vượt sông dài 1.906m. Phần cầu dẫn có kết cấu là dầm Super T và dầm hộp đúc hẫng cân bằng. Phần cầu chính được thiết kế là cầu treo dây văng dài 650m hai mặt phẳng dây, được bố trí sơ đồ nhịp 150m cộng 350m cộng 150m. Hai trụ tháp gánh nhịp dây văng có dạng chữ A với hai chân thu vào để giảm diện tích bệ trụ, mỗi trụ cao 125,5m có 32 đốt. Phần bóng hai trụ tháp chính và trụ đeo sử dụng công nghệ bóng cọc khoan nhồi có kích
thước 65.3m × 17.5m × 5m cho bệ trụ tháp chính và hai bệ trụ neo có kích thước 24.25m × 5m × 3.5m. Hai bệ trụ chính dây văng là trụ T15, T16. Để thi công mỗi bệ trụ, nhà thầu phải sử dụng 4.800 khối bê tông, 800 tấn thép. Tổng cộng có 60 cọc, 26 cọc thuộc trụ tháp T15 có chiều sâu 115m, 26 cọc thuộc trụ tháp T16 có chiều sâu 115m, 4 cọc thuộc trụ neo T14 có chiều sâu 75m và 4 cọc thuộc trụ neo T17 có chiều sâu 70m. Mặt cầu rộng 28m, thiết kế có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h. Khổ thông thuyền của cầu Mỹ Thuận 2 có độ cao hơn 37,5m và rộng 350m, bảo đảm các tàu tải trọng lớn có thể đi qua. Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng cộng 128 bó cáp văng chia làm 8 nhóm. Sợi dây văng dài nhất của cầu Mỹ Thuận 2 có chiều dài 180m với 73 sợi cáp nhỏ mệnh lại với nhau và có lực căng 600 tấn trên bó. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2020, liên danh nhà thầu thi công VNCNENC, CIENCO 1, Trung Nam ENC đã tổ chức lễ triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2. Trước đó, ngày 27 tháng 2 năm 2020, tại nhà văn hóa xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng tỉnh Tiền Giang và đơn vị thi công tổ chức lễ triển khai thi công gói thầu xây lắp 01 thi công đường dẫn phía tỉnh Tiền Giang từ km 101+126, điểm đầu dự án, đến km 104+190. Thi công cọc khoan nhồi các trụ chính của cầu Mỹ Thuận 2, thời gian thi công từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, bệ trụ chính dây văng cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành. Tập kết dầm Super T để thi công nhịp dẫn cầu Mỹ Thuận 2. Gác dầm Super T nhịp dẫn cầu Mỹ Thuận 2. Sau khi hoàn thành bệ trụ chính, đầu năm 2022, nhà thầu bắt đầu thi công những lớp đầu tiên của thân trụ tháp chính. Cầu Mỹ Thuận 2 tại thời điểm ngày 17 tháng 4 năm 2022. Lắp đặt hệ đà giáo chuẩn bị đúc dầm ngang của trụ tháp chính. Thử tải hệ đà giáo. Lắp đặt cốt thép và đổ bê tông đà ngang của trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2. Thi công liên tục suốt ngày đêm, trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2 hình chữ A dần lộ diện. Tháng 7 năm 2022, bắt đầu lắp đặt các ống dẫn hướng cáp dây văng. Lắp đặt và thử tải hệ khuôn đúc khối dầm ngang K1. Cầu Mỹ Thuận 2 tại thời điểm ngày 10 tháng 10 năm 2022. Cuối tháng 10 năm 2022, hợp long trụ tháp chính phía Tiền Giang. Đầu tháng 12 năm 2022, các bó cáp dây văng được tập kết về cầu Mỹ Thuận 2. Ngày 5 tháng 12 năm 2022, Ban Quản lý Dự án 7, chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây lắp Trung Nam đã tổ chức lễ căng cáp dây văng đầu tiên tại trụ tháp T16 cầu Mỹ Thuận 2, địa phận tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 12 tháng 1 năm 2023, nhà thầu tổ chức buổi lễ cất nóc trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2. Cầu Mỹ Thuận 2 tại thời điểm ngày 24 tháng 3 năm 2023 đã căng đến các dây văng số 4. Cầu Mỹ Thuận 2 tại thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2023 đã kéo đến các dây văng số 7. Cầu Mỹ Thuận 2 tại thời điểm ngày 27 tháng 6 năm 2023. Tháng 7 năm 2022, cầu Mỹ Thuận 2 hợp Long 2 Nhật Biên. Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, cầu Mỹ Thuận 2 chính thức hợp Long dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp Long cầu Mỹ Thuận 2. Trước khi chính thức đưa vào sử dụng, cầu Mỹ Thuận 2 phải trải qua lần thử tải cuối cùng với hàng chục chiếc xe có tổng tải trọng lên đến gần 1.000 tấn. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, hàng chục chiếc xe tải, xe bồn được điều động lên cầu Mỹ Thuận 2 để thử tải. Ngày 24 tháng 12 năm 2023, cầu Mỹ Thuận 2 chính thức khánh thành. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận 2. Như vậy, sau 26 năm khi cây cầu Mỹ Thuận đầu tiên khởi công được chính phủ Australia hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật thì cầu Mỹ Thuận 2 được xây dựng với 100% sức lực của người Việt, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ của Việt Nam.